Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và do tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh còn diễn biến rất phức tạp nên shop vẫn tạm thời đóng cửa, chỉ phục vụ các đơn hàng online đi toàn quốc. Xin thông báo đến quý vị và các bạn. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn phối ghép, quý vị và các bạn hãy gọi theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Và ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2021, thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chương trình khuyến mại giảm giá 1 triệu đồng trên một cặp loa. Xin lưu ý đến quý vị và các bạn, chương trình này chỉ áp dụng cho hai cặp loa mà tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây. Các sản phẩm khác của cửa hàng không nằm trong chương trình khuyến mại. Và tất nhiên thì Dũng sẽ áp dụng luôn cái chương trình khuyến mại bao phí ship toàn quốc cho hai mẫu loa này trong tháng 10 này. Đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa JBL model L150A. Anh em còn đọc là JBL model L150A. Mẫu loa này là mẫu loa được sản xuất tại Mỹ với thương hiệu JBL lừng danh, với thiết kế dạng thùng cao lớn. Mẫu loa này sử dụng một loa bass loại 30cm màn giấy gân mút, một loa bass cộng hưởng hay như em còn gọi là bass giả loại 30cm. Phía trên này là một loa trung giấy và một loa chép đô. Tem cờ còn đủ hai nút crossover. Mẫu loa được sản xuất tại California, USA. Cặp loa với tình trạng zin nguyên bản được sản xuất vào khoảng những năm 1975. Loa còn tuyệt đẹp. Mẫu loa này phù hợp cho các thể loại nhạc từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Dòng này không phù hợp cho việc hát karaoke, quý vị và các bạn lưu ý. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng màu vàng rất đẹp. Loa có công suất tối đa là 200W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy của loa là 89 dB. Thùng gỗ lạng tuyệt đẹp. Đây là ecan của thùng loa này L150A. Và đây là chi tiết của phần thùng loa bên đây. Mẫu loa này có kích thước chiều ngang là 43cm, chiều sâu là 33cm và chiều cao của loa là 105cm, trọng lượng trên 40kg trên một thùng. Mẫu loa này quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các âm ly tầm như Marang 1150, Marang 1250, các dòng san sui tầm như 7070, 8080 hoặc các dòng G5000, G6000, G7000. Dòng này rất dễ phối ghép âm ly. Có điều kiện hơn thì anh em có thể sử dụng với Lussmann L505S, 505U, 505UX hoặc các dòng Acouphase vừa vừa tiền như Acouphase E303, E303X, vân vân. Cặp loa JBL model L150A tình trạng zin nguyên bản, loa tuyệt đẹp. Mức giá thông thường là 34.500.000, tỷ Dũng giảm 1 triệu. Mức giá chỉ còn lại 33.500.000 và bao phí ship trong tháng 10 này. Tiếp theo phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa nữa của thương hiệu JBL. Đây là một cặp loa rất nổi tiếng của thương hiệu JBL đến từ Mỹ. Mẫu loa này có model là 4425 MK2. Đây là dòng loa Professional Series cao cấp của thương hiệu JBL. JBL model 4425 MK2 sử dụng một loa bass loại 30cm. Nếu anh em để ý một chút thì loa bass này sử dụng chung với Century Gold. Century Gold thì kiềng này được xi mạ màu vàng, còn 4425 thì là màu trắng của loa cùng mã số. Hai lỗ thông hơi phía dưới và một loa chép kèn Tavoy phía trên này. Đặc biệt với mẫu loa này sử dụng loa chép là từ Neo cho tiếng rất bén, rõ. Đây là nút chỉnh crossover của mẫu loa này. Hai lỗ thông hơi. Kiềng loa còn sáng quắc và màng loa còn xanh đen, tuyệt đẹp. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng
JBL 4425 MK2, chơi đa thể loại dòng nhạc. Dòng này anh em có thể kết hợp để hát karaoke. Dòng này có công suất tối đa lên đến 800W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy của loa là 91 dB. Loa có 2 cầu, anh em có thể chơi BY hoặc chơi full range tùy ý. Thùng loa gỗ lạng tuyệt đẹp. Với mẫu loa này thì quý vị và các bạn có thể sử dụng với các dòng âm ly như Acouphase, các dòng 303, 305, 305V, các dòng Lussmann như L505, 505U, 550, vân vân. Tiếng của dòng này rất tuyệt vời. Đây là ecan của loa, ecan bằng lưới vải màu xanh, đặc trưng của JBL. 4425 MK2, tình trạng hàng bãi zin nguyên bản tuyệt đẹp. Mức giá của cặp này giá thông thường là 55,5 triệu, thì Dũng giảm 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 54,5 triệu, bao phí ship trong tháng 10 này. Xin lưu ý đến quý vị và các bạn, chương trình này chỉ áp dụng cho tháng 10 và áp dụng cho hai sản phẩm này, không áp dụng cho các sản phẩm khác của cửa hàng. Tất cả các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio bán ra đều được bao zin, bao đúng xuất xứ, bao đúng tình trạng miêu tả. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Quý vị và các bạn hãy đón xem những video tiếp theo của Tiến Dũng Audio Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.